Hello mọi người nhá, em Thương lên sóng buổi sáng cho cô chú chị mình một chiếc rễ. Đấy, chiếc rễ hương đá con bài cực đẹp luôn, rễ tinh lõi. Đây tí xíu tim làm chỗ này cho mọi người nhá. Đây là cái rễ nha mọi người, đây tí xíu. Cái này đục khay bao đẹp luôn mọi người. Chiều ngang ở dưới đế đây là được 92 phân. Từ đây qua đây mọi người này. Đây. 60 phân này. Từ đây qua đây 60. À, từ đây qua đây 46 phân, 33 phân, trên đầu đây 19 phân, chỗ này dày 8 phân, chỗ này mọi người này chất phân đẹp lắm mọi người, chỗ này được đây từ mép đây mọi người xuống đây 52 phân, 33 phân. Chỗ này là mỏng nhất này, dài đây, dài dưới đế đây, 30, chỗ này được 23, chỗ này được 12, 42kg, đây đục khay quá đẹp, phải đục cá mọi người nhé, quá VIP luôn, cho các bác xem phân, quá đẳng cấp. Chất vân mọi người nhìn này, quá VIP luôn. Quý cô chú chị thiện chí lên em Thương nhé, 0338918991, đục cá các kiểu luôn. Vân xã này như cẩm. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Chun sụn đúng như vân một thằng chun sụn đúng không? Vân còn chung sụn. Quá đẹp. Khay thôi rồi. Đây, chung sụn đây rồi.